Xin chào tất cả mọi người, đây là không gian của phố đi bộ, phố cổ, phố đi bộ. Hôm nay là ngày thứ 7 cuối tuần tại phố cổ Hà Nội, rất là đông du khách này đến chơi tham quan. Đây là khu phố Hàng Buồm, một trong những khu phố sầm uất nhất của thủ đô. Du khách mọi quốc tịch. Cổ rất là sôi động, các du khách ngồi uống ăn nhậu. Bắt đầu tiến vào phố Tạ Hiện, một khu phố cổ. Hello. Bây giờ khoảng 17:30, 19:30, tức khoảng 7:30 tối, khách vẫn còn chưa đến đông. Hai bên có rất nhiều bạn. Cảnh rất là đẹp. Du khách nước ngoài, khách người Việt rất là thích đến hưởng cái không khí này. Rất là sôi động và vui vẻ. Đây có nhiều, rất nhiều món ăn, bia, các món nướng này, lẩu nướng này. Du khách nước ngoài Hàn Quốc này. Các du khách này. Anh ơi. Rồi, cảm ơn. Đi cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Hello, các cô gái nước ngoài. Trời nhất thủ đô vào ngày cuối tuần. Thank you.
quốc tế. Rất là đông. Ngã tư này. Lương Ngọc Quyến tại hiện. Rất là nhiều khách nước ngoài đến đây ăn chơi tụ tập cuối tuần. Đây, rất nhiều các cô gái busy tiếp thị các loại nhãn hàng thuốc lá và rượu bia. Rất là đông. Rất là nhiều nhân viên tiếp thị. Đây là một cửa hàng massage chân này. Món nhậu ở lẩu. Rồi đây. Xin chào mọi người. Đây là cần giặt chuông vàng này, tấp lập này, ăn uống. Đến ngã tư Hàng Bạc này. Du khách rất là nhiều. Khách người Hàn Quốc, Trung Quốc rất là nhiều. Giật cái mình.
bạn trẻ ăn uống các món nhậu, các loại ốc, xúc xích chiên. Video đi dạo chơi phố cổ cuối tuần, ngày thứ bảy cuối tuần đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người ủng hộ cách bấm đăng ký kênh và bấm like. Xin chào và hẹn mọi người các video tiếp theo. Rất là đông. Đây là một ban nhạc đường phố đang chuẩn bị triển khai đấy, các thiết bị âm thanh này. Thiết bị âm thanh ban nhạc đường phố. Đây là dàn trống này. Đây là một nghệ sĩ đường phố. Người ăn uống tấp nập.